Đây là đoạn đường Lương Định Của thuộc thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Dù là một trong những tuyến đường quan trọng kết nối với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, nhưng sau 8 năm xây dựng, đoạn đường này chỉ mới hoàn thành 85% do thiếu mặt bằng. Khoảng 600 mét trên đoạn đường này, từ đường Nguyễn Hoàng đến nút giao An Phú, hai bên mặt đường có sự chênh lệch với nhau. Điều này khiến cho người dân thường xuyên lấn làn, giao thông hỗn loạn. Đặc biệt, đoạn gần nút giao Trần Não - Lương Định Của có ít nhất 3 vị trí lô cốt án ngữ gần cả năm qua. Lô cốt tạo thành những nút thắt cổ chai khiến cho việc đi lại, kinh doanh của bà con bị đảo lộn. Theo phản ánh của người dân, trời nắng thì bụi bặm, mưa thì ngập úng, có đoạn để vật liệu, máy móc không được đào trắng, lắp đặt biển cảnh báo cẩn thận. Ngoài ra, những đoạn được đào trắng, giải phân cách giữa hai làn đường cũng biến thành nơi tập kết rác thải, cỏ cây mọc tùm. Đường Lương Của mình còn có ngắn thôi, mà xây dựng đây là cũng 60 năm rồi, và cũng chưa có hoàn thành đâu hết á. Nói chung làm cho cái người dân đi đứng nó khó khăn, làm ăn cái người ở mặt tiền này làm ăn nó rất là khó. Bởi vì như thế này, cái đường như thế này nó chưa hoàn thiện, người ta đi á là nó té ngã, chưa có phân luồng giao thông gì hết đó. Cho nên là riêng cái chỗ đây là đã bị tai nạn giao thông rất là nhiều, mà nói chung là nó cũng đỡ, là nó không có tai nạn này gây ra chết người á. Mong cái chính quyền của mình á cố gắng làm sao để bàn giao mặt bằng sớm cho cái bên thi công, người ta thi công cho nó nhanh để nó hoàn thiện cái hệ thống đường cho nó tốt, cho bà con mình nó đi lại với lại là bà con ở đây xung quanh sinh sống thì nó tốt hơn, mua bán nó tốt hơn. Công trình này nó vô đây nằm đây cũng gần cả năm rồi đó, thì đa số người dân ở đây là cũng phiền hà dữ lắm, bị gì nó kéo dài thời gian vậy, đa số người dân cũng không làm ăn được đó. Nằm như vậy để mỗi người dân đây, đa số người ta là thuê nhà có, mặt bằng có, thành ra như vậy là mỗi người tháng cái chi phí rất nặng. Thành ra yêu cầu làm sao đó nhà nước nó giải quyết để cho người dân được có cái những cái thuận lợi. Hiện tại bây giờ là không có lượng khách nào được hết, bị gì nó bít như vậy là khách nó không tới. Đó, chi phí mặt bằng bây giờ ở đây là 60-70 triệu một tháng rồi. Đó, rồi mấy như bên đây là 7 triệu một tháng cái quán cà phê. Rồi trên kia cũng vậy, thì người dân quá thiệt thòi. Thành ra chỉ nhờ vào nhà nước làm sao giải quyết sớm để cho người dân được có cái công ăn việc làm nó ổn định. Dự án này do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, bắt đầu xây dựng từ tháng 4 năm 2015. Lý giải nguyên nhân tuyến đường này làm 8 năm vẫn chưa xong, ông Nguyễn Quang Chi, Phó trưởng phòng giao thông công chính, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức cho biết. Cái vướng mà lớn nhất đó là cái vướng ở chỗ cái phần mà và như phóng viên cũng đã nêu đó, từ đoạn Lương Của đến từ Nguyễn Hoàng đến đường nút giao An Phú thì nó có một phần là 22.000 m2 của cái lộ giới đường Lương Của thì nằm trong cái dự án của khu đô thị phát triển phường An Phú. Đó có nêu là đối với phần đất mà 22.000 m2 nằm trong cái lộ giới đường Lương Của của thực dự án khu đô thị phát triển An Phú, thì trong đó thì giao cho Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Thông vận tải, Ủy ban Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông và các cơ quan đơn vị liên quan rà soát, xác định phạm vi diện tích đất giao thông chiếm dụng nút giao An Phú làm cơ sở để đề xuất bổ sung, để bổ sung cái chi phí giải phân bằng vào tổng mức đầu tư của cái dự án xây dựng nút giao thông phường của An Phú. Nhưng mà tuy nhiên mà theo tôi cũng mới nhận được cái, tôi đang yêu cầu anh em cung cấp cái văn bản, hiện nay là các ban ngành sở ngành cũng đã thống nhất lại là yêu cầu là công ty cái phát triển đô thị Thủ Thiêm thực hiện cái giải phóng mặt bằng cái phần đất này. Nếu mặt bằng để mở rộng đường Lương Định Của giao chậm trễ, sẽ kéo theo việc chậm tiến độ hoàn thành nút giao An Phú. Hiện, Phòng Giao thông Công chính đang kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, đơn vị thi công để hoàn thành dự án.